Xin chào mọi người đến với kênh YouTube của Út Toàn nha. Hôm nay mình sẽ nấu lẩu mắm miền Tây nha các bạn. Thì lẩu mắm miền Tây á, không thể thiếu mắm ha. Mình có mua mắm ở đây có là mắm cá sặc và mắm cá linh. Mình mua mỗi thứ 200g ha, tổng cộng 400g mắm nha mọi người. Rồi ở đây mình ăn chung với bún ha. Ở đây mình có nấm rơm. Ở đây là cái dĩa hành, ớt, sả và tỏi. Mình sắc sẵn hết rồi ha mọi người. Còn ở bên đây là rau củ đi kèm nha. Mình ăn kèm là thịt heo, cá ba sa, tôm, cái này là đậu bắp ha. Cái này là trái trà tím á, rồi trái khổ qua. Rồi tổng cộng cái nguyên liệu của mình làm mắm có bao nhiêu đây thôi, với lại một trái dừa nha mọi người. Mình nấu bằng nước dừa thì nó ngon ha. Rồi bây giờ mình chế biến nha các bạn. Bây giờ mình cho vô cái tô mắm là một nước luôn nha mọi người, là tổng cộng một tô nước lớn luôn ha, để mình nấu mình lọc cái nước của mắm ra ha. Rồi mình nấu bao nhiêu nước đó luôn, mình nấu cho cái con mắm nó ra cái hết rồi mình mới lọc lại nha, mình mới lọc cái xác lại. Rồi mình đậy đây ha mọi người. Cà tím á, cà tím thì mình sắc vuông vuông nha các bạn, cắt khúc khúc vậy nè, rồi mình sắc vuông ra. Thường lẩu á, thì mình thấy người ta sắc vuông như vậy á. Cà tím này nghe mọi người nói là ăn nó nhức mình phải không ta, mình cũng không biết rõ nữa, cho nên nhưng mà mình thấy ăn ngon quá mọi người ơi, nhất nhiêu cũng được hết á. Rồi ha, xong ha, không biết bao nhiêu đây mình ăn hết không nữa đó. Mình thấy cũng nhiều ghê, như mấy cái mình làm có mỗi cái là có một trái thôi đó, còn cái này là cái khổ qua thì mình cũng sắc về luôn, rồi sắc nhỏ nhỏ lại. Xong rồi bây giờ đậu bắp thì mình sắc làm đôi thôi ha. Rồi xong, mấy cái kia thì dễ quá rồi. Còn bây giờ thịt á, thịt thì mình muốn để nguyên dây ăn cũng được, mà mình sắc nhỏ nhỏ cũng được nha các bạn. Thôi bây giờ nếu mà thịt á, mình để nguyên dây luôn đi, ăn cho nó ngon, mình khỏi cần sắc ha. Sau khi cái nồi mắm của mình nó cũng đã sôi rồi ha mọi người, thì mình thấy ở trong này á, mấy cái con mắm nó đã tan hết ha. Rồi bây giờ mình tắt lửa, bây giờ mình nhắc xuống mình lọc lại lấy cái nước. Mình cho một miếng dầu ăn vô, mình phi hành tỏi xả ớt vô nha mọi người. Phi cho thơm lên. Cái món này có ngon hay không là do mình có bỏ nhiều xả hay không đó mọi người. Sau khi đã thơm lên rồi ha, mình phi đã thơm lên thì bây giờ mình bỏ thịt heo vô. Mình xào chung với lại cá luôn nha các bạn. Coi như là mình chiên sơ vậy đó. Mình giờ mình làm này giống như thịt heo chiên sả vậy ha, y chang vậy luôn nè. Là mình bỏ sả cũng hơi nhiều á. Giống như thịt heo chiên sả vậy đó. Cá luôn, cá mình cũng chiên sơ luôn. Chỉ khi nào nó vàng thì bắt đầu mình đổ vô, mình đổ cái nước lẩu vô. Cái nước mắm chưa quên. Rồi sau khi mình thấy cá với thịt đã gắm mặt nhé, bây giờ mình đổ nước lẩu vô nha các bạn. Đó, mình đổ cái nước mắm chứ nãy giờ mình cứ nói cái nước lẩu hoài. Rồi cái nước cốt mắm này đó mình nấu rất là ngon luôn. Các bạn có thấy không? Trời ơi,
chưa gì mà nó cái mùi của nó bốc lên nó thơm gì đâu luôn mà cái mắm này nó đỏ ao luôn á. Công nhận mình mua được mắm ngon đó mọi người, cho nên mình nấu cái lẩu mắm mình nó cũng ngon nữa. Rồi hen, bây giờ mình chế một trái dừa vô nha các bạn. Nửa trái dừa thôi, mình thấy nhiều nước quá rồi, thôi mình làm nửa trái dừa thôi. Tại vì mình còn lẩu còn nước mắm nữa nè. Mình làm cho hết luôn. Mình bỏ vô đây là khổ qua ha. Cà tím luôn. Rồi bây giờ mình nấu trong vòng 10 15 phút nha các bạn. Rồi bây giờ mình nêm vô nồi lẩu của mình đường và một và nửa muỗng bột ngọt thôi nha mọi người. Khoảng 2 3 muỗng đường dĩ hen, tùy theo các bạn muốn ăn mặn ngọt, mặn là ngọt gì đó, mình nêm vô nha. Nó vừa khẩu vị của mình thôi nha. Các bạn nhớ chỉ nêm đường và bột ngọt thôi nha, chứ đừng nêm muối, đừng nêm bột nêm gì hết. Tại vì mắm nó đã mặn sẵn rồi thì các bạn chỉ cần nêm đường thôi. Rồi mình nêm nếm lại hen, vừa khẩu vị với gia đình của mình là được. Rồi nồi nấm mình cũng đã sôi khoảng 10 phút rồi nha mọi người. Thì bây giờ mình bỏ nấm rơm vô luôn. Mình bỏ gì là nó kịp chín luôn nha các bạn. Tại vì cá với thịt mình đã chiên trước rồi, chiên sơ trước rồi, cho nên nó cũng đã chín sẵn rồi ha. Thì bây giờ mình bỏ vô luôn để hồi nó chín cho nó kịp. Ở đây mình cho 3 trái ớt vô luôn nha các bạn, cho nó cay. À bây giờ mình bỏ bỏ đậu bắp với lại tôm vô luôn nha các bạn ơi. Tại vì mình cũng sắp ăn rồi ha. Tôm thì mình bỏ sau nha. Tôm bỏ mau chín lắm, với là bắp cũng mau chín lắm ha. Bây giờ mình nêm nếm lại lần cuối nha. Thì ngon thì mình bắt đầu mình dở mình ấy ra. Cái nước này nó đậm đà đến nỗi á mọi người. Mà mình có thể mình chấm rau mình ăn luôn á. Trời ơi, bữa nay mình mua được cái mắm này nó mặn á, nó ngon quá. Hồ cái nước đã quá đậm, dễ sợ đậm á. Hả, cái này mắm mắm cà rô với mắm cá linh hai cái luôn, mỗi cái 200 gram mình trộn lại nhau, tại má mình dạy mình vậy á. Rồi bây giờ mình múc ra nha mọi người, mời mọi người ăn với mình luôn ha. Rồi bây giờ đã chín hết rồi nha các bạn, bây giờ mình múc ra nha. Ở đây mình có tô bún ha. Rồi mình đã làm xong rồi nha mọi người. Hôm nay ha, mình ăn lẩu mắm nhưng mà mình không có ăn ở trên mà cái lẩu luôn các bạn, mà mình múc ra tô mình ăn ha. Cái tô của mình nó quá chất lượng luôn. Nhưng mà mình nói thiệt, mới nãy mình nấu mắm hơi nhiều, đâm ra nó đậm đà lắm. Phải chi mình nấu mắm ít lại một chút nữa nó càng ngon mọi người. Nhưng mà ngon lắm. Mình làm cái vị á, vừa mọi người thấy hôm nay mình không có để vị trái cây không? Tại mọi người biết sao không? Hồi hôm qua đó mình coi ở trên đài á, sau khi mình ăn xong á mình không được ăn trái cây liền. Tại vì á, trái cây á, nó làm cho cái bao tử của mình nó sẽ không tiêu. Trái cây á, thì khi nào mà mọi người ăn xong khoảng nửa tiếng hoặc 1 tiếng á, mình ăn trái cây vô thì tốt, ok. Hoặc là buổi sáng á, mọi người, buổi sáng mình ăn trái cây thì tốt. Còn mà cái chuyện mà mình ăn vừa ăn xong á mà mình ăn trái cây á, là không có nên á. Cho nên mình không có ăn trái cây liền được nữa ha, mình không có để nữa. Ngon. Tôm mình bỏ sau á các bạn, cái nước nó thấm vô á làm cho cái con tôm mình nó ngọt. Mà con tôm mình nó cũng vừa chín tới nữa, nó không có phải mà nó tại vì nếu mà mình đã bỏ trước nó chín nó hồi mất mất thịt con tôm mình hết luôn á. Đây mọi người thấy không, quá ngon luôn, mời mọi người miếng nha. Nó ngọt.
này giống như mình ăn bún mắm mà. Ngon quá. Cái tính ra vậy là cái trái cây hoặc là sữa tươi á, sữa tươi các bạn cũng vậy nha, ăn xong không có được uống sữa tươi đâu. Hình như vậy á. Okay. Trái cây với lại sữa tươi á, mình nghe vậy á. Mình mời mọi người ăn miếng thịt với mình nha. Ngon quá ha. Thịt đó mà mình kho rượu hoặc là mình nấu theo cái kiểu này á thì nó lại nó ngon quá. Miếng miếng thịt bự vậy nè, mình đừng có cắt ra nhỏ ăn không có đã. Cắn miếng ớt cay cay nữa đã quá. Ngon chưa ha? Ngon chứ, nó lợt thêm rồi đó. Nãy nó quá đậm đà, giờ nó lợt rồi đó. Ngon. Nãy mình đậm quá mọi người, cái bắt đầu mình chế thêm nước vô đặng cho nó hòa tan nha. Mình nấu ăn có một số anh chị cũng vô cũng khen, cũng nấu ở khéo tay, mà cũng có một số anh chị vô cũng chê, cũng góp ý, thì mình cũng cảm ơn các anh chị đó rất là nhiều ha. Tại vì nhiều khi mình trong lúc nấu mình có nhiều cái sơ suất lắm, không phải lúc nào mình cũng hoàn toàn vẹn hết. Không có dạng đâu. Mình làm thì chủ yếu để mình ăn thôi. Thì có gì thì mấy anh chị bỏ qua giùm em ha. Mình nấu ăn đó mình cũng chỉ đem đến muốn đem đến những cho mọi người á những cái phút giây mà nó vui vẻ với lại ăn cái những cái món mà nó ngon á, để hàng ngày mình làm cho gia đình mình ăn. Nhiều khi cái đó cũng là một cái gợi ý hay. Cái cá hú á hoặc là cá ba sa á, các bạn bỏ vô lẩu nấm á, thầu nó ngon lắm nha. Cái nước thì hơi đậm đà đó, tại vì nói thật chứ tại vì mắm quá chất lượng, tùy theo các chỗ mà con mắm mà các bạn mua nha. Có chỗ có bạn mua con mắm nó mặn như là cái gì vậy đó, có chỗ thì nó dở ơi là dở nha. Mà cái này mình hên á, mình mua được cái chỗ ngon làm cho cái nước con mắm mình nó đỏ ao hà đã lắm. Mắm gì? Mắm cà rồ với cá linh, hai cái hòa tan là bà tám ở dưới quê. Không hiểu mắm, mắm thì lại mình mua ngay tiệm mắm thôi. Tiệm mắm người ta bán đó, người ta lấy từ Châu Đốc về chắc, cho mình nghĩ vậy á. Bịch hủ vô hủ, những cái heo mắm bự luôn. Hồi đó mình đi Châu Đốc á, mắm ở Châu Đốc không biết sao bán cho hết, thì hãng tàu quá trời quá đất luôn, người nào cũng bán hết. Ngon quá. Mắm cứ để hoài chứ. Giống hư. Mắm ủ rồi giống hư. Biết sao không? Mắm á, khách du lịch á người ta đi hoài ha. Ví dụ như chỗ đó bán mắm đi, thì cái đợt mà người ta ủ đầu tiên á, người ta bán cho hết, người ta thấy gần hết xong á, cái bắt đầu người ta ủ cái đợt thứ hai,
bắt đầu người ta chiêm vô cái đợt thứ nhất, chứ không phải là cái mắm đó người ta để hoài năm này sang năm nọ, hiểu không? Chứ không phải là người ta ế đâu, người ta ế người ta cũng có cái cách mà người ta tiêu thụ nó nữa đó. Nhưng mà thường thì mình buôn bán là mình biết cái đó. Cà tím ăn với mắm cũng ngon. Bởi vì chọn cái vị mắm tâm đó. Hả? Tiên tâm. Đúng rồi. Đúng rồi, cũng vậy. Ừ. Muốn gì cũng vậy á. Ăn cũng vậy luôn. Mình á, mình chọn những cái tiệm nào mà đông người ăn. À, ví dụ cái quán cái phở đó đi, mình thấy người ta ăn nhiều quá là có chuyện. Là mình nhào vô mình ăn liền. Còn những quán nào mà ngồi leo tèo là thôi đừng ghé. Mình đi du lịch là mình nên kinh nghiệm cái đó nha các bạn. Ô, quá ngon luôn á. Trời ơi. Ngon. Wow. Nóng nực lại rồi đó ha, hết không khí lạnh rồi. Ở đâu cũng không khí lạnh đã quá, còn mình hết rồi đó. Bây giờ nóng lại rồi đó. Dữ lắm thì mới chạm đây. Thì nào mà lạnh lắm thì mới dữ dội á, mới chạm đi. Ở bên nước Mỹ á, trời đất ơi quá trời, 50 người chết. Ở tiểu bang nào không biết nữa mà. Bão tuyết không? Ủa vậy là siêu bão tuyết, nếu mà ở Bắc Mỹ đi là ở gần Canada rồi. Đúng rồi, Canada cũng tan nát. Ôi ôi ghê quá hả. Năm nay chết nhiều lắm tại vì bão cực đoan luôn á. Ghê quá. Đi mà ngồi trên xe hơi mà nhiệt độ nó hạ xuống đột ngột là đóng băng xe hơi luôn á. Ghê quá. Không có ái nổi, không có tự gì nổi đó. Đó mọi người nghe chưa, ghê quá. Ở nước ngoài á, trời ơi, ở Phan Xi Păng mình đổ tuyết nữa rồi đó. Năm nay khắp thế giới đổ tuyết dữ ha. Ngộ quá. Có vấn đề gì không? Không sao, là năm nhà tuyết á. Năm gì? Mày nhà tuyết. Năm sau là năm Mão. Trên TikTok á, chuyên gia nói là à, những cái tuổi này à, sẽ làm ăn thịnh rồi này kia. Thì nói đại gì kia nên trúng. Mà mình không biết đúng không hết các bạn. Thôi hên xui. Ngon. Đã quá. Mình ăn sạch rồi mọi người. Cái lẩu mắm này quá ngon nha mọi người. Đúng là miền Tây của mình nó ngon nhất là mắm á. Mắm buổi chiều á, trời ơi, gia đình mà ngồi mà ăn lẩu mắm vậy nè, trời ơi, cả nhà đó ăn mà sức mồ hôi luôn á. Nhiều rau càng tốt nha các bạn. Còn mình thì mình chỉ ăn vậy thôi. Chúc các bạn làm món này thành công ha. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh của mình nha. Các bạn cho mình một nút đăng ký. Mình cảm ơn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào clip sau ha. Bye bye, chào tạm biệt.